Xin chào mọi người đang xem video của kênh Phong Lan và Cuộc Sống. Video này tôi xin chia sẻ với các bạn một số những gì mà tôi biết để chăm được những cái hồ điệp công nghiệp được hoa to như thế này và một số bệnh thường mắc phải ở cây hồ điệp ở xung quanh tôi đây. Hoa đẹp và tuyệt vời luôn nha. Phía trước tôi đây là một số bệnh thường gặp đây. Đây là bệnh đen gốc, nó thường gặp ở cây hồ điệp lắm. Bệnh đen gốc do độ ẩm cao hoặc là do tưới quá nhiều nước gây cho giá thể lúc nào cũng ẩm ướt nên nó tạo môi trường tốt cho vi khuẩn và nấm nó sinh trưởng. Các loài nấm và vi khuẩn này nó sẽ chặn ngay chỗ cái cuống lá lại và không cho lá nó sinh trưởng vì nó ăn dần ăn mòn ở trong cái gốc rồi. Đó, lá dần chết mòn đi. Nhưng mà nó thường ăn lá nào thì chết lá đó. Một số lá dưới còn xanh kìa. Và dấu hiệu của nó là nó vàng lá theo kiểu không còn gì trong đó nữa chứ không phải là vàng lá tự nhiên đâu. Đó, và tôi thường cách ly ra, không được để chung với các cây khỏe tại vì bệnh này thường lây với những cây khác. Về cách phong và trị bệnh này thì như tôi đã nói, đầu tiên là phải cách ly nó ra và dùng một thuốc. Thuốc này tên là tiếng Trung Quốc là Bukalamon. Nó có công dụng giống như của thuốc Aliette của hãng Bayer đó. Thuốc này thành phần gồm Foste, Luminium 800, đặc trị đen gốc, thối gốc, nấm và do vi khuẩn gây hại trong công nghiệp đó, thì tôi pha 100g trên 200 lít nước. Về cách xịt thì xịt đều trên mặt lá để ướt. Và thuốc này là thuốc lưu dẫn nên sẽ có tác dụng trong 2-3 ngày sau. Thời gian xịt tốt nhất là sau khi tưới khoảng 1 ngày. Lúc đó công dụng thuốc sẽ được hấp thu nhiều hơn. Và khi xịt thì mang đồ bảo hộ lao động nha. Tại vì thuốc này nó không tốt cho người đâu. Và nhớ bảo đảm sức khỏe của mình. Cảm ơn mọi người đã xem. Thấy hay thì đăng ký ủng hộ mình nha. Và clip tiếp theo, mình xin giới thiệu với các bạn cách trị bệnh móc trứng cá ở cây lan hồ điệp. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.